Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. Khi ấy Đức Giêsu đến ven biển hồ Galilê, người lên núi và ngồi ở đó. Dân chúng lũ lượt kéo đến cùng người, đem theo những kẻ què quặt, đuôi mù, tàn tật, câm điếc và nhiều bệnh nhân khác nữa. Họ đặt những kẻ ấy dưới chân người và người chữa lành, khiến đám đông phải kinh ngạc vì thấy kẻ câm nói được, người tàn tật được lành, người què đi được, người mù xem thấy. Và họ tôn vinh Thiên Chúa của Israel. Đức Giêsu gọi các môn đệ lại mà nói: Thầy chạy lòng thương đám đông vì họ ở luôn với Thầy đã 3 ngày rồi và họ không có gì ăn. Thầy không muốn giải tán họ để họ nhịn đói mà về, sợ rằng họ bị xỉu dọc đường. Các môn đệ thưa: Trong nơi hoang vắng này, chúng con lấy đâu ra đủ bánh cho đám đông như vậy ăn no? Đức Giêsu hỏi: Anh em có mấy cái bánh? Các ông đáp: Thưa, có 7 cái bánh và 1 ít cá nhỏ. Bấy giờ người truyền cho đám đông ngồi xuống đất, rồi người cầm lấy bánh, 7 cái bánh và mấy con cá, dâng lời tạ ơn, bẻ ra trao cho các môn đệ và môn đệ trao cho đám đông. Ai nấy đều ăn và được no nê. Những mẩu bánh còn thừa người ta thu lại được 7 thúng đầy. Đó là lời Chúa. Kính thưa cộng đoàn, Thiên Chúa có thể làm từ không ra có, và Thiên Chúa có thể làm được nhiều chuyện quyền năng của Chúa. Nhưng mà Thiên Chúa vẫn đòi hỏi con người có một chút cộng tác. Chúa biết rõ là một số người lớn đây đang đói bao nhiêu ngày, và Chúa có thể làm phép lạ một cách nào đó, nhưng mà Chúa không muốn làm như vậy. Nhưng mà Chúa muốn con người cộng tác vào. Mấy cái bánh và ít cá nhỏ nó chẳng đáng là cái gì cả, nhưng đủ để Chúa dựa vào đó rồi Chúa làm phép lạ. Chúa muốn làm việc có con người và có Thiên Chúa. Như vậy Thiên Chúa là người chủ đích làm phép lạ, con người của chúng ta là người cộng tác vào. Hàng ngày Chúa vẫn đang ban cho chúng ta có bánh ăn, có cơm ăn. Nhưng mà không phải đương nhiên là bánh cơm nó bay vào tới miệng mình, mà mình phải đứng dậy, phải đi làm, phải nấu nướng thì cơm bánh mới tới miệng được. Nếu như Chúa không làm những cái chuyện đó thì chúng ta có làm hết sức lực thì cũng chẳng có tiền, chẳng có cơm, chẳng có bánh đâu. Như vậy Thiên Chúa đang nuôi chúng ta trong đời sống hàng ngày, và chúng ta đang cố gắng cái khả năng của con người, và qua đó Chúa ban cho gia đình, cho mọi người chúng ta. Điều thứ hai đó là Thiên Chúa, Chúa Giêsu đã chạy lòng thương. Chạy lòng thương vì những con người này vất vưởng, bệnh tật, đói khổ. Và Chúa chạy lòng thương không phải chỉ là chữa cho họ xong rồi cho họ ít bánh là xong, mà Chúa chạy lòng thương về con người đau khổ nữa. Mẹ Teresa Calcutta nói rằng có một ngày kia thì có đôi bạn trẻ đến đưa cho mẹ một số tiền, và để con giúp cho những người bệnh tật mà mẹ đang chăm sóc. Thế mẹ bảo rằng tiền này ở đâu? Chúng con vừa đám cưới, chúng con quyết định là không làm tiệc cưới, không may áo cưới, không tổ chức cưới. Mẹ Teresa bảo rằng ở Ấn Độ nếu như mà không làm tiệc cưới, không may áo cưới, đó là một cái điều nhục đấy. Nhục cho cha mẹ, cho hàng xóm, cho mọi người và cho chính bản thân con đấy. Nhưng mà đôi bạn này bảo không, chúng con chấp nhận, chúng con có một món quà rất lớn, đó là giúp cho những người nghèo. Một cái sự trợ lòng thương rất tuyệt vời.
đôi bạn này không chỉ cho họ những người này một chút gọi là của cải, mà cho cả một cái con người của mình. Đó chính đó ra là cái điều quan trọng nhất. Và chính vì vậy mà cái lòng nhân ái của đôi bạn này đã lan tỏa cho mọi người. Thế giới ngày hôm nay chúng ta thấy người nghèo nhiều, người giàu cũng nhiều, nhưng mà đa số là những người giàu ích kỷ thì lại nhiều hơn là người nghèo. Nếu gia đình, nếu mọi người trên thế giới ngày hôm nay cứ sống theo cái tinh thần của Chúa thì cái thế giới ngày hôm nay chắc chắn sẽ không còn đau khổ như bây giờ đâu. Bởi vì con người của chúng ta thấy họ vẫn chưa có được có tình giàu về vấn đề lòng trận thương. Chúa vẫn đang nuôi dưỡng chúng ta. Chúa cũng đang mời gọi chúng ta cũng để rồi chúng ta nuôi dưỡng và giúp đỡ trận lòng thương những người kém may mắn hơn cuộc đời chúng ta. Điều đó chúng ta có thể làm được. Mà chúng ta làm được như thế nào thì nó tùy thuộc vào mỗi người trong chúng ta. Bởi vì cái phần thưởng đó nó không, Chúa không phát ngay từ bây giờ, mà Chúa phát cho đời sau, Chúa phát cho ngày lâm chung, Chúa phát cho ngày mà chúng ta từ giã cái trần gian phù phiếm này để chúng ta bước vào nước trời. Vậy thì chúng ta trận lòng thương với những người bần cùng, không phải chỉ giúp cho họ một chút của cải là đủ, mà người họ cũng đang cần đến cái vấn đề trận lòng thương về tình thương. Ngày hôm nay nhiều người đang thiếu tình thương, và qua cái tình thương đó họ có của cải vật chất để sống, nhưng mà họ có cái tình thương để tồn tại. Có một người mù ngồi vệ đường từ sáng đến chiều mà chẳng có được đồng bạc nào cả. Mà thế rồi cái người chị gái này đi làm về thì chị làm bên tiếp thị. Thế chị thấy vậy chị bắt đầu chị cầm cái bảng chị viết mấy chữ. Rồi sau đó thì cái lon tiền của người anh xin này thì lại có nhiều tiền. Đó rồi người anh xin này mới hỏi người bán hàng rằng chị ta vừa viết cái gì vậy? À, cái bảng của người mù. Chỉ nói là tôi mù xin mọi người giúp đỡ tôi hết, mà chẳng ai giúp đỡ. Chị này chỉ viết ngược lại: hôm nay trời rất đẹp, mọi người đã thấy, còn tôi thì không. Chỉ có một câu nói thay đổi, thế mà người ta đến giúp tiền cho. Đấy, cái chị này chỉ có một cái trận lòng thương, không phải là chỉ cho mấy đồng cho người mù đó, mà cái trận lòng thương của chị này nó giúp cho người mù này nó ở đằng sau nữa, nhiều cái nữa. Mỗi người chúng ta cũng có thể làm một cách nào đó mà Chúa ban cho, nếu chúng ta biết thực thi đường lối của Chúa. Bởi vì Thánh Phaolô ngài có nói rằng cho thì có phúc hơn. Xin Chúa ban phúc lành cho mọi người chúng con.